thưa quý vị và các bạn thời điểm năm 1907 khi tỉnh lào cai được thành lập đồng bào các dân tộc hầu như chưa có khái niệm gì về việc được chăm sóc sức khỏe từ khi đảng bộ tỉnh lào cai thành lập với sự quan tâm của đảng bác hồ y tế lào cai mới có được sự lớn mạnh cả về cơ sở vật chất và lực lượng ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh 12 tháng 7 năm 1907 12 tháng 7 năm 2022. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại chặng đường phát triển đáng tự hào của ngành y tế Lào Cai. Đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị bệnh khi ốm đau, không tự chữa bệnh bằng cung bái. Sự thay đổi căn bản về nhận thức của người dân đã khẳng định nỗ lực rất lớn của y tế Lào Cai trong truyền thông, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngay từ cơ sở. Được tuyên truyền nhiều, bà con hiểu rồi, không tự chữa bệnh tại nhà vì nguy hiểm lắm. Có bệnh phải đi viện để bác sĩ chữa mới khỏi. Giờ bác sĩ về tận thôn bản, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho, vui và phấn khởi lắm. Năm 1947, Đảng Bộ tỉnh Lào Cai được thành lập, tạo ra bước ngoặt lớn cho phong trào đấu tranh cách mạng chống thực dân Pháp trên địa bàn. Chỉ một năm sau, ti y tế Lào Cai ra đời. Thiếu thốn mọi bề, nhưng những cán bộ y tế đầu tiên đã bắt tay ngay vào làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh nhà. Từ 20 cán bộ y tế đầu tiên đó, tới năm 1991, khi tái lập tỉnh Lào Cai, ngành y đã có 1.013 cán bộ. Và đến hôm nay là trên 4.800 thầy thuốc, nhân viên y tế. Mạng lưới y tế đã về tới tận từng thôn bản, tiếp cận từng người dân. Từ những cái thủ ban đầu rất hết sức là khó khăn, đấy chỉ có vài chục bác sĩ được uh, uh, tăng cường đến hỗ trợ tỉnh Lào Cai thì đến nay cái số lượng bác sĩ thì chúng ta đã gì đây là trong cái nhóm cao nhất nước và cái đội ngũ này là cái nhân tố rất là quan trọng để việc nâng cao cái chất lượng điều trị, hạn chế tối đa bệnh nhân ấy là phải chuyển về tuyến trung ương. Thì đây là cũng góp phần vào cái xóa đói giảm nghèo. 340 kỹ thuật vốn chỉ có bệnh viện tuyến trung ương thực hiện, nay các bệnh viện tỉnh đảm nhiệm thành công các bệnh viện cấp huyện cũng đã thực hiện được trên 1.500 kỹ thuật vượt tuyến. Đó là minh chứng cho chất lượng chuyên môn ngày càng cao của ngành y Lào Cai. Đặc biệt, năm 2020, Trung tâm ung biếu y học hạt nhân và Trung tâm tim mạch được thành lập, đáp ứng tối đa nhu cầu khám điều trị của nhân dân ngay tại địa phương vừa rồi chúng tôi đã có cái đưa cái phẫu thuật về thần kinh đó là có một cái phẫu thuật về u não sử dụng là cái đốt sóng cao tần vào trong điều trị các khối u và chúng tôi thường xuyên phối hợp với các bệnh viện tuyến trung ương như bệnh viện ca hoặc là bệnh viện Việt đức để có thể nâng cao cái năng lực chuyên môn của chính trung tâm chúng tôi. Thế song song với cái phát triển chung của tỉnh thì ngành y tế cũng có được đầu tư được tập trung và phát triển lên những cái bước rất cao đào tạo được những cái cán bộ có trình độ cao, thực thi được những cái kỹ thuật cao ở địa phương thì thế là mang lại cái lợi ích chăm lo sức khỏe cho đồng bào một cách thiết thực. Thành tựu đáng tự hào trong suốt chặng đường phát triển cùng cả tỉnh là động lực để ngành y tế Lào Cai tiếp tục nỗ lực hơn trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối chính sách của Đảng và nhà nước.